Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Sau đây là bản tin quân sự mới nhất. Ngón tay thần chết, phiên bản mới đã tới tay Nga. Theo hãng tin Sputnik, quân đội Nga đã nhận được phiên bản nâng cấp của tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung của mình là Bắc M3. Với phiên bản mới này, chúng ta có thể nhận thấy ngay, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Bắc M3 tối tân này của Nga là hoàn toàn khác biệt với những người anh em của mình như Bắc M2. Xét từ các dữ liệu mở được thấy, hệ thống phòng không tối tân Bắc M3 này mang rất nhiều khả năng mới đầy vượt trội so với những người tiền nhiệm. Đầu tiên là chúng có khả năng mở rộng phạm vi tiêu diệt mục tiêu khí động lực, một khả năng đáng sợ. Với khả năng mới này, tổ hợp Bắc M3 có thể tiêu diệt hết các mục tiêu như máy bay quân sự, tên lửa hành trình cho đến cả tên lửa đạn đạo, thậm chí như đầu đạn tên lửa chiến thuật, bao gồm cả các tên lửa thông minh mang độ chính xác cao của địch. Tầm bắn của nó có thể hoạt động tốt nhất trong phạm vi từ 2,5 đến 70 km. Độ cao đa tầng từ 15 m cho đến 35 km. Với điều kiện, mục tiêu bay ở vận tốc tối đa trong khoảng 300 m trên giây, tức tương đương với gần 11.000 km h tốc độ của Mach 8 Cộng. Và hóa ra, không phải là loại hệ thống phòng không nào trên thế giới cũng có thể sở hữu những sự tự tin như Bắc M3 của Nga trong công cuộc đánh chặn các mục tiêu tên lửa đạn đạo bay với vận tốc cao đến như vậy. Ngoài ra, sau các nhiệm vụ chính thông thường mà các hệ thống phòng thủ không kích đảm nhiệm. Bắc M3 còn có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước, thậm chí là ngay trong khi mang điều kiện hỏa lực dữ dội và hứng chịu các biện pháp đối phó điện tử của đối thủ. Còn một điều ở Bắc M3 cũng tạo ấn tượng mạnh với những người chứng kiến, chính là nằm ở tốc độ ưu việt của nó trên chiến trường. Điều này được thể hiện qua một buổi hành quân của tiểu đoàn Bắc M3 Nga. Trong khuôn khổ buổi hành quân, có tới 12 chiếc bánh xích đang di chuyển với tốc độ lên tới 65 km h và đặc biệt, lái xe của Bắc M3 còn có thể sử dụng hệ thống điều khiển hiệu chỉnh, hướng dẫn nó từ hình ảnh từ quay video. Ngoài ra, tất cả khung gầm của Bắc M3 cũng đều được đồng nhất về các bộ phận chính với một hệ thống phòng thủ khác cũng rất mạnh mẽ của Nga là Thor, dạng khung gầm xe thiết giáp thùng kín. Đồng thời, hệ thống phòng không tên lửa tối tân này của Nga cũng được trang bị lớp phòng thủ cẩn thận, bảo vệ chúng khỏi bom mìn, giảm thiểu tối đa khả năng kiếp lái phải chịu chấn thương nặng nề và chấn thương ngay cả khi rủi ro nhất là bị nổ tung Và với các hệ thống điện tử hiện đại được trang bị Bắc M3 cùng kiếp lái của nó có khả năng báo quát cực tốt Đặc biệt là nâng được anten lên đến 24m Tạo điều kiện có thể quan sát mọi thứ xung quanh Còn về sự cải tiến trong mặt vũ trang các Bắc M3 hoàn toàn giống với đàn anh Bắc M2 của mình Nó có thể mang tới 12 tên lửa sửa chữ Thay vì 8 quả như tên Bắc M2 Ngoài ra, mỗi bệ phóng trên Bắc M3 Sẽ mang sẵn 6 quả tên lửa thay vì chỉ có 4 quả. Đặc biệt, hệ thống tên lửa phòng không của Bắc M3 được thiết kế đặt trong các thùng chứa đặc chế, điều mà chúng ta chỉ nhìn thấy trên các hệ thống phòng không tên lửa như S-300 hay S-400 của Nga. Ngoài ra, mỗi bệ phóng này của Bắc M3 đều mang các hệ thống tác chiến tự chủ như radar chức năng riêng, hệ thống điều khiển kỹ thuật số và mang khả năng tự động tác chiến. Với điều này, Bắc M3 mang khả năng theo dõi 12 mục tiêu cùng một lúc, khai hỏa đánh chặn 6 mục tiêu đồng loạt. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tiểu đoàn bóc M3 của nga có thể xử lý đồng loạt tới 36 mục tiêu với khả năng xử lý của phần mềm hiện đại hỗ trợ, các mục tiêu nguy hiểm nhất sẽ được lọc và xử lý ngay khi tiến hành đòn phủ đầu. Về độ chính xác, bóc M3 mang tỷ lệ chính xác đáng kinh ngạc lên tới tỷ lệ chỉ 0,9999 sai số, thậm chí còn vượt trội hơn cả S300 nổi tiếng của nga. Chỉ vài phút sau khi khai hỏa, bóc M3 sẽ rời khỏi vị trí khai hỏa bằng sự cơ động của mình. Và để vận hành tối ưu, tất cả bộ phận trên tổ hợp phòng không tên lửa Bắc M3 này đều được phát triển để hoạt động tốt mọi điều kiện thời tiết. Từ âm 50 độ cho đến 65 độ C, độ ẩm 100%, kể cả là những trận mưa nhiệt đới, mọi phòng bà bạo táp và chiến đấu tích cực liên tục trong vòng 48 giờ. Và có lưu ý rằng Bắc M3 sẽ không chỉ xuất hiện trong biên chế của quân đội Nga, nó cũng được phát triển một phiên bản xuất khẩu với cái tên Viking. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu được đánh giá là sẽ mang hiệu năng thiệt thòi hơn với nguyên mẫu. Nhưng dù sao, Bắc M3 và cả phiên bản Viking của mình đã mang khả năng hoạt động vượt trội hơn hẳn so với các tiền thân của mình. Chắc chắn, khi sở hữu hệ thống phòng thủ này, sẽ là một nền tảng chiến đấu cực lớn đối với bất cứ quân đội nào. Điều này cũng đã được thể hiện khi Bắc M3 xuất hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận tại gần biên giới Astrakhan và bắn hạ các mục tiêu tên lửa Saman với tốc độ tới 1.000 km h Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.